Xin chào các bạn. Chúng ta đang giải đề thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở các video trước đó thì chúng ta đã xong các phần phát âm, dấu nhấn, phần sử dụng tiếng Anh, phần ngữ pháp, phần sửa lỗi sai, phần từ trái nghĩa, phần đọc hiểu của đề thi, phần từ gần nghĩa. Ở video này chúng ta sẽ làm phần điền từ vào đoạn văn. Hãy đọc đoạn văn dưới đây và đánh dấu các từ A, B, C hoặc D vào cái phiếu trả lời của bạn để chỉ ra cái từ đúng nè hoặc cụm từ cái mà phù hợp nhất mỗi cái vị trí được đánh dấu từ câu 45 đến câu 54. Rồi, The Dangers of Chatting. Đây là chủ đề của đoạn văn. Chúng ta nên đọc nó, dịch ra để hiểu cái đoạn văn này nói về cái gì ha, để chúng ta dễ làm. Sự nguy hiểm của chế độ ăn kiêng. Rồi, nguy hiểm ha. Nhờ nè, thanks to là nhờ vào, thank for là cảm ơn. Nhờ vào cái lối sống hiện đại của chúng ta, với nè, more and more, ngày càng ngày nhiều thời gian trải qua là sitting down, ngồi ngồi trước máy tính hơn bao giờ trước đó, chính xác ha. Gì đó của cái người overweight là cái người tăng cân thì ở cái mức độ cao. Rồi các bạn thấy câu số 45 người ta cho chúng ta là số lượng sum là tổng, number là số lượng, range là phạm vi. Thì ở đây chúng ta thấy là số lượng người tăng cân là đếm được ha, đếm được thì chúng ta không dùng chữ, dùng chữ là mao. Còn sum là tổng của số tổng của người tăng cân thì không thể nào mà biết tổng được các bạn. Chúng ta không thể nào biết được tổng được. Câu C là số lượng nói chung nè, này D là phạm vi. Chúng ta sẽ chọn một cái từ chung chung là số lượng người tăng cân ở mức độ cao. Rồi. S nè. Bởi vì khi người ta frantically người ta cuống cuồng ha, frantically là cuống cuồng. Bởi vì người ta cuống cuồng search for, tìm kiếm một cái giải pháp gì đó vấn đề này. Rồi, một giải pháp cho vấn đề này. To or on with a solution. To ha, to this problem, cho vấn đề này. Solution, to this problem. Còn ở đây chữ ở này nếu như là người ta thay bằng chữ the thì chúng ta có thể dùng of ha, the solution. Rồi tiếp, họ thường cố gắng một vài chế độ ăn kiêng fat là kỳ quặc ha, kỳ quặc phổ biến được đưa ra. Rồi họ cuống cuồng tìm giải pháp là cho tăng cân và họ thường cố gắng ăn những chế độ ăn kỳ quặc. Nhiều người thấy những cái chế độ ăn kiêng kỳ quặc này cái gì đó, những cái cách có hại của việc giảm cân và họ thì grateful, biết ơn để mà có chúng. Rồi, nhiều người si là thấy những cái chế độ ăn kỳ quặc này, những cái cách có hại cho việc giảm cân và họ thì vẫn muốn sử dụng nó. Bây giờ câu số 47. Chúng ta có từ si nè. Thấy nè ha, xem nè. Xem cái chế độ ăn kiêng này. Chế độ ăn kiêng kỳ quặc này như là những cái cách có hại cho cái việc giảm cân. Rồi, chúng ta có như là like as ha. Rồi. Chúng ta dùng chữ as, see as. Và họ thì grateful to have them.
vẫn sử dụng nó. Grateful là biết ơn ha, biết ơn. Unfortunately, không may thay, không chỉ là không có, không chỉ là những cái chế độ ăn kỳ quặc này, thông thường cái gì đó, the trick, mà chúng cũng thật sự là gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Bây giờ chúng ta có câu số 48, chúng ta có the trick nè. Ở dưới đây, người ta cho chúng ta là bring the trick, do the trick, take the trick, play the trick. Ha. Thì trong quá trình các bạn làm bài, các bạn không biết là cái nào the trick, thì chúng ta hãy kiểm tra từng cái một ha, bằng cách sử dụng một cái từ điển tương đối tốt. Rồi, sẽ thử nha, chúng ta tra cái từ do the trick ha. Rồi, chúng ta có từ do the trick nè. Nếu một thứ gì đó do the trick nè, nó có cái sự cần thiết hoặc là cái ảnh hưởng được mong muốn. Rồi. Chúng ta tra chữ bring the trick thì sẽ không thấy ha, chữ take the trick không thấy, play the trick là chọc ghẹo ha, play trick chứ. Ở đây chúng ta có do the trick. Những cái chế độ ăn kiêng này không những không có ảnh hưởng ha, do the trick không có ảnh hưởng. Thì nó ở đây. Về câu số 48 chúng ta chọn từ do. Chúng còn nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Rồi. Dù cho cái việc giảm nè, weight loss, giảm cân permanent là vĩnh viễn nha, là cái gì đó feel thì able to achieve it. Feel là rất ít ha. Người có khả năng để mà đạt được điều này. Dù cho giảm cân vĩnh viễn thì A, profit, benefit, goal, case. Chúng ta có 4 chữ. Chúng ta có profit là lợi nhuận ha, benefit là lợi ích, goal là mục tiêu, case là trường hợp. Dù cho việc giảm cân vĩnh viễn là mục tiêu, nhưng rất ít người có khả năng đạt được mục tiêu này. Achieve it là achieve the goal, chứ không phải achieve profit, benefit, case ha. Achieve goal. Lý do chúng ta chọn chỉ là chữ goal. Các chuyên gia ước tính rằng 95% 90% data, những cái người ăn kiêng trở lại cái trọng lượng khởi đầu của họ, có nghĩa là ăn cho cố cuối cùng cũng quay trở lại cái trọng lượng ban đầu của họ thôi, ít nhất 95% nha các bạn, có nghĩa là chả ra thành công, chỉ cái 5% thành công rất rất ít, hoặc thậm chí gì đó trọng lượng. Rồi, có nghĩa là chúng ta có thể đoán được, hoặc thậm chí là tăng cân, lose giảm, reduce giảm, put gain ha, hoặc thậm chí giảm cân thì kỳ quá, tăng cân nó mới đúng. Có nghĩa là 95% không thành công trong việc là giảm cân, thậm chí họ còn tăng nữa, không hiểu ăn cái gì mà tăng. Thì nhiều người hít thở không khí mà cũng mập đó các bạn, nói vui như vậy, ăn rất ít nhưng cũng mập. Rồi, trong khi việc sử dụng liều lĩnh ha, reckless, liều lĩnh của cái chế độ ăn kiêng kỳ quặc này có thể mang một vài cái kết quả, mình đoán được là một vài kết quả tệ, kết quả xấu ha. Những cái kết quả dài hạn này thì rất là hiếm. Trong câu này nó có là kết quả dài hạn thì rất là hiếm. Hiếm, dài hạn rất là hiếm. Thì đây là trong khi, nên là phía trước có thể nói tốt. Trong khi nè, việc sử dụng cái sử dụng liều lĩnh của cái chế độ ăn kiêng này có thể mang một vài kết quả. 51, có thể ý nói là có thể kết quả được á. Ok, chúng ta có từ initiative là sáng kiến ha. Initiate là khởi hành, khởi xướng, động từ. Rồi, này là sáng kiến nè, còn này là ban đầu, initial, ban đầu. Có kết quả ban đầu, có kết quả chút, còn kết quả sáng kiến không đúng ha.
Rồi, dù cho nè, sử dụng nè, liều lĩnh nè, chế độ ăn kiêng bừa bãi có thể mang đến kết quả một chút xíu thôi, nhưng những kết quả về dài hạn thì không thấy đâu hết. Cái gì đó người ta, cái người mà fat quit là chán ha, chán với những cái khó khăn của sự thay đổi cái thói ăn, cái thói quen ăn hàng ngày của họ nè. Thường turn to, chuyển sang cái chế độ ăn kiêng kỳ quặc. Rồi câu số 52, từ từ ha. Gì đó nè, người ta, cái người mà chán với cái việc chán với cái sự khó khăn của việc thay đổi thói ăn của họ, thường chuyển sang cái chế độ ăn kiêng kỳ quặc. 52. Chúng ta có cái từ nonetheless, tuy nhiên. Rồi. Consequently, hậu quả là, kết quả là, additionally, thêm vào đó, furthermore, hơn nữa, hơn nữa. Rồi. Trong trường hợp này, chúng ta chọn cái từ nonetheless. Tuy nhiên, cái người mà chán với cái khó khăn của thay đổi này thông thường, trở lại ha, cái chế độ này. Cái gì đó be moderate nè. Moderate là vừa phải, cái gì đó vừa phải ha. Những cái chế độ ăn kỳ quặc này liên quan tới cái sự thay đổi ăn kiêng. Extreme. Thay đổi ăn kiêng cực kỳ lớn. Vậy nói vậy. Bây giờ câu số 53. Câu số 53. Chúng ta có từ rather than, hơn là, khá là. In spite of là bất chấp, ngoài ra. More than là hơn ha. Cái gì đó being moderate có nghĩa là vừa phải thôi, ở mức trung bình thôi. Thì cái chế độ ăn kỳ quặc này liên quan tới cái sự thay đổi ăn kiêng extreme cực kỳ. Thay vì vừa phải nhưng mà nó thay đổi rất là lớn ha, chúng ta sẽ chọn cái từ thay vì hợp nghĩa trong bài của chúng ta. Rather than tương nghĩa với cái từ tương đương nghĩa với cái từ instead of ha, còn cách dùng sẽ khác, còn bất chấp là sai nha. Rồi, thay vì ăn vừa phải thôi thì cái chế độ ăn kiêng lập dị này liên quan tới sự thay đổi rất là nhiều. Họ nè khuyên ăn chỉ một loại của thức ăn, đó là cái chế độ ăn, đó là ăn một loại thức ăn thôi, hoặc là chúng cấm những cái loại thức ăn khác entirely, hoàn toàn luôn, là cấm tiệt luôn, không được ăn cái loại đó. Điều này dẫn tới trong một tình huống gì đó, cơ thể của con người không có đầy đủ vitamin và những cái thứ khác, cái mà cần để stay healthy, sống khỏe mạnh. Điều này dẫn tới trong một tình huống nơi mà cái mà tại sao cái mà rồi trong một tình huống ha, trong một tình huống trong một tình huống mà, thì chúng ta sẽ dùng cái từ where. Nơi mà cái cơ thể của con người thì không có đủ các vitamin và những thứ khác cần để khỏe mạnh. Chúng ta không chọn từ which ha, vì chúng ta có từ in a situation. Có từ in. Ý nói là chỉ một cái vị trí ha. Vậy là chúng ta đã xong phần điền từ vào đoạn văn của đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ làm các phần tiếp theo của đề thi. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi và xin chào và tạm biệt.